Ngày 30 tháng 8, công an phường Phước Long B đang phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Đức truy xét đôi nam nữ đã trộm hai xe máy tại một nhà trọ bị camera ghi lại. Cụ thể, ngày 26 tháng 8, đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy chạy vào dãy nhà trọ trên đường 185, phường Phước Long B. Sau đó, người nữ chạy xe ra ngoài cảnh giới, người nam đi dạo khắp dãy trọ để lựa xe máy. Ít phút sau, người này bẻ khóa một xe máy rồi chạy thì bị chủ nhà phát hiện đuổi theo nhưng không kịp. Theo chị Phùng Thị Bích Trang, 30 tuổi, chủ xe, Sáng hôm đó, chị để xe máy của mình ở dãy trọ. Khi chị vừa đi ra khỏi phòng trọ là lúc đôi nam nữ vừa đến. Lúc chị quay về thì tên trộm vừa chạy xe ra. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 15 phút nhưng cả khu trọ không ai phát hiện. Trước đó, khoảng 2 tháng, cũng đôi nam nữ này đã trộm một xe máy tại dãy trọ này.